chồng Đoàn Di Băng, anh chỉ cần em, không cần thêm con. Doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, ông xã ca sĩ Đoàn Di Băng, xót xa khi thấy vợ hoảng loạn vì mất em bé trong bụng. Tối ngày 8 tháng 8, Đoàn Di Băng thông báo mất con trai và đăng tấm hình siêu âm lúc bé William còn trong bụng mẹ với dòng nhắn nhủ, cả nhà yêu con. Sau đó ít phút, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ video vợ nằm trên giường bệnh và viết, ba xin lỗi không bảo vệ được hai mẹ con. Có lẽ đây sẽ là câu nói ám ảnh hết cuộc đời ba, anh ơi ôm con đi, người ta sắp lấy con mình ra rồi. Nam doanh nhân cho biết tim thai bị mất không rõ nguyên nhân, dù bé ôm trọn mẹ. Không bóc tách hay động thai chút nào. Đau lòng vì mất con, Đoàn Di Băng sốc đến hoảng loạn, khiến bác sĩ phải truyền an thần và chụp mê để đưa bé ra. Chứng kiến cảnh tượng này, Nguyễn Quốc Vũ bộc bạch, mình dừng lại đi vợ. Anh không cần tìm thêm con nữa, anh chỉ cần em thôi. Trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng viết, không phải lỗi của ai hết. Tất cả là do mẹ không tốt, không giữ được con. Mẹ xin lỗi. Cô nhận được nhiều lời chia buồn cùng những bình luận đồng cảm từ bạn bè và khán giả. Tiếp đó, Đoàn Di Băng công bố có thai em bé thứ tư sau quá trình thực hiện IVF, thụ tinh nhân tạo. Cô bị lạc nội mạc tử cung dẫn đến khó có con tự nhiên. Tôi từng sảy một bé nên rất muốn con quay lại với gia đình. Tôi luôn cầu nguyện khi đánh rơi con, nếu có cơ hội, tôi muốn bé quay lại làm con của mình. Đó là lý do lớn nhất tôi quyết định làm IVF, người đẹp nói. Theo Di Băng, ông xã từng lo lắng việc mang thai ảnh hưởng sức khỏe của cô. Anh đồng ý để vợ làm IVF với điều kiện bác sĩ cho phép. Biết vợ cấn bầu, anh chi 19 tỷ đồng mua xe tặng cô. Chồng tôi mê trẻ con, không quan trọng trai hay gái. Anh nói nếu lần này tôi sinh con trai thì sẽ khó tính với bé, không cưng chiều như ba chị gái. Anh muốn con chịu cực để gánh vác gia đình, lo được cho phái nữ. Con đến với mình là duyên, chúng tôi luôn xác định làm cha mẹ là phải công bằng, giọng ca 35 tuổi trải lòng. Đoàn Di Băng sinh năm 1989, từng là ca sĩ, diễn viên trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh làm đẹp. Cô cho biết hiện có cuộc sống viên mãn bên ông xã doanh nhân và ba con gái. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.